các bạn đến sân bóng Sportlot theo dõi trận đấu trong khổ giải bóng đá trên dân online Serie B1 2015 vòng đấu thứ hai giữa hai đội bóng trên dân Bộ Đức và EU. Đội EU ra sân trong trang phục áo trắng quần trắng tất trắng, đội dân dân Bộ Đức ra sân trong trang phục áo hồng quần trắng tất trắng. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu gồm có trọng tài thứ nhất Nguyễn Hiền Quốc, trọng tài thứ hai Quỳnh Quốc Dũng. Thank you.
Thank you.
Oh,
Hello.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Go!